Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích ban sự sống. Chúng con cầu cho linh mục Đa Minh, Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ân cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn an tọa giờ đây vì đại diện gia đình ông cố và tang quyến cha Đa Minh có đôi lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha và quý tu sĩ và cảm ơn quý khách, xin được kính mời vị đại diện. Trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa cha chính sứ, cha phó sứ, giáo sứ Kẻ Sập, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý chức ban hành giáo, quý cụ, quý ông bà, quý bạn bè thân hữu, họ hàng nội ngoại cùng toàn thể quý vị, con xin được thay lời cho gia đình xin có đôi lời cảm tạ. Khi hay tin cha Đa Minh Hạnh của chúng con đã qua đời, lòng chúng con băn khoăn xao xuyến, tâm hồn chúng con nặng trĩu lo âu. Nhưng chúng con cũng được an ủi thật nhiều khi được Đức Tổng Giuse, quý cha và rất nhiều quý vị cùng chia sẻ nỗi niềm thương nhớ với chúng con, gửi lời an ủi chia buồn đến gia đình chúng con, cùng cầu nguyện với chúng con. Và đặc biệt hơn cả, hôm nay Đức Tổng cùng quý cha và quý vị đã dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Đa Minh Hạnh. Xin Chúa cho cha được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Kính thưa Đức Tổng, thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, khi gia đình chúng con mất đi một người thân yêu, lòng chúng con không khỏi bùi ngùi thương cảm, tâm hồn chúng con tràn ngập buồn đau. Nhưng chúng con vẫn trông cậy, tín thác vào lòng thương xót Chúa, vì chúng con luôn biết rằng Thiên Chúa hằng yêu thương chúng con. Và dù chúng con có lỗi phạm thế nào thì chắc chắn muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tin vào tình Chúa bao la và nhờ vào lời cầu nguyện của Đức Tổng, của quý cha và của toàn thể quý vị, chúng con vững tin rằng Thiên Chúa sẽ yêu thương, tha thứ và cho cha Đa Minh Hạnh về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Với tất cả niềm cảm mến tri ân, gia đình chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giuse. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Đức Tổng vẫn dành những tình cảm yêu ái cho linh hồn cha Đa Minh Hạnh cũng như cho gia đình chúng con về đây để chủ tế thánh lễ hôm nay. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha chính sứ, cha phó sứ đã giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo và cho phép gia đình chúng con tổ chức thánh lễ cầu hồn hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha đồng tế, quý cha, quý thầy đan viện Biển Đức Thiên Bình, một số quý cha bản hương, quý cha trong thân tộc, quý cha bạn học với cha Đa Minh Hạnh, quý sơ dòng mến thánh giá Xuân Lộc và quý tu sĩ nam nữ trong tình liên đới cách này hay cách khác với cha Đa Minh Hạnh và với gia đình chúng con, cũng đã về đây cùng hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho cha Đa Minh Hạnh được về vị yên trong Chúa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý chức ban hành giáo, quý vị phụ trách phòng thánh, quý vị trong ca đoàn, quý vị gia đình ơn Thiên Triệu và các em lễ sinh đã tận tình giúp đỡ chúng tôi để thánh lễ hôm nay được mọi sự tốt đẹp. Một lời cảm ơn nữa chúng tôi xin gửi tới quý cụ, quý ông bà, quý bạn bè thân hữu, họ hàng nội ngoại cùng toàn thể quý vị đã bớt những thì giờ quý báu để hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Lời kinh tiếng hát của quý vị đã là món quà quý giá, là hành trang để cha Đa Minh Hạnh mang về dâng lên Thiên Chúa. Và nếu còn thiếu sót lời cảm ơn nào, kính xin Đức Tổng, quý cha cùng quý vị lượng thứ cho gia đình chúng con. Chẳng biết lấy chi đáp đền, chúng con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban mọi sự bình an cho Đức Tổng Giuse, cho quý cha và toàn thể quý vị.
Gia đình chúng con cũng xin kính báo, chúng con có tổ chức 4 giờ kinh cầu nguyện cho cha Đa Minh Hạnh vào lúc 16 giờ chiều các ngày 14, 15, 16 và 17 tháng 2 tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Sập, bắt đầu từ chiều hôm nay. Kính mời quý cụ, ông bà, quý thân bằng quyến thuộc bớt thịt nở đến tham dự. Sau thánh lễ, gia đình chúng con kính mời Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và một số khách mời cùng chia sẻ nỗi niềm thương nhớ với chúng con trong bữa cơm thanh đạm tại nhà xứ. Một lần nữa, gia đình chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn, xin tri ân và chân thành cảm tạ. Xin cảm ơn bác Trường đã đại diện cho ông cố và gia đình nói lên những tâm tình tri ân đối với cộng đoàn